Thiền á, là để cho mỗi ngày cho cái tâm mình á, nó đừng có chạy rong chơi, để mình trụ lại, thì lúc đó mình mới có sáng kiến để mình làm chuyện gì hữu ích cho gia đình, tăng lợi tức và hạnh phúc cho chồng, cho con, cho vợ, rồi biết mình làm đúng làm sai trong những ngày qua để mình thay đổi. Đó, cần phải ngồi thiền, chứ cái tâm của mình á, nó cũng y như cái máy xe chạy thôi à. Con chạy xe con phải đậu cho nó nghỉ, chiếc xe nó nguội lại, đúng không? Thì cái óc của mình cũng vậy, thì ngồi thiền là giống như để mà tịnh là gì đó, ngồi vậy nè, rồi cái quán chiếu giống như kiểu ngày qua thụ dạ, ngồi thẳng cái lưng rồi hít thở, rồi cứ nghĩ mỗi tiếng đồng hồ mình làm gì thì mình thay đổi từ đó, hít vô rồi thở ra nhẹ nhẹ, rất là đơn giản nhưng mà lại rất là hữu hiệu. Thì nó y như cái máy xe hay là bất cứ động cơ nào đều cũng phải có sự nghỉ ngơi, huống chi con người mình không cần. Đó là lợi ích của ngồi thiền. Câu cái tiếp con hỏi gì? Dạ, về đọc kinh Lăng Nghiêm. À, đến Lăng Nghiêm là gì? Thời nay á, giống như ma quỷ nhiều quá, làm cho con người mình đầu óc cứ không có tập trung, nó bỏ bùa bỏ ngải để mà nó làm cho mình u mê chừng mấy phút, nó lấy tiền, nó gạt. Thì mình nên đọc Lăng Nghiêm mỗi ngày, mà phải là người tu và độc thân á, thì nên đọc Lăng Nghiêm. Còn có gia đình á, thì từng đọc một lần cũng được. Tại Lăng Nghiêm nó diệt dục, ăn chay đồ vô. Thì Lăng Nghiêm nó làm cho người mình có chánh kiến, giống như ngày nào mình cũng phải đi chà răng cho sạch vậy đó. Mình chà răng sạch thì mình mới cảm thấy ăn uống đồ vô nó cũng ngon. Thì mình học những cái kinh khác, mình đọc những kinh khác á, nó mới dễ nhớ, nó hấp thụ vô. Thì kinh Lăng Nghiêm là có hiệu lực vậy đó. Nó cũng giống như clear cái mind của mình, clear cái tâm của mình cho trong sáng lên, không ai gạt được mình. Có hỏi gì nữa không? Mai mốt á, ai làm cái bản ăn nói nhỏ nhẹ trên núi. Trời ơi, lên đây có nhiều người vui quá cái quên nói chuyện, la hét sùm nữa, Phật cũng giật mình luôn á. Ở nhà không có mấy cảnh này. Trên này có điển thành, ai lên đây á, được các chư thiên xuống vuốt đầu vuốt mặt để cho mình đừng có bị dính cái trượt. Trượt là ghi ra đường á, không biết vừa xuống ra khỏi chân núi thôi, hai bên đường là ma quỷ đầy luôn á. Họ nhiều hơn người đời của mình nữa, rồi huống chi đi vô những cái nhà không có người, lúc nào ở nhà hay khách sạn là đều là có ma hết. Rồi huống chi đi đám tang hay đi vô thăm ông bà mình chết trong nghĩa địa hay đám thanh minh này nọ đó, là còn khẩm luôn á, nó bám dính cho mình á, bám vô lỗ tai nè, mấy cái bóp đẹp đẹp LV Chanel đồ nó nhảy vô bóp nó ngồi. Tại ma nó sợ ánh nắng với sợ sấm sét với sợ mấy ông thần, nó núp cũng giống như là ăn trộm vậy đó, để mình đi xách nó vô nhà để cho ông thổ địa đừng có đuổi nó, không giống như tạo cái sự là đồng ý của ông. Nó nhiều mưu mô lắm, mà nó là ai, nó là bạn mình không, nó chết trước rồi nó buồn, nó gặp mình nó khoái, nó nhảy theo vậy đó. Ôi, sư phụ, vậy là ông thần tài thổ địa trong nhà của mình đó có quyền đuổi dĩ nhiên đó là bổn phận của ngài mà. Ngài đâu có, nếu mà con là người hiền thì ngài sẽ ở trong nhà mình, còn nhà mình mà gây lộn hoài thì mấy vị không có ngự ở trong nhà, mấy vị tức là mình có thờ mà không có linh gì đó, thì bổn phận của mấy vị là hộ cho cái gia chủ được gia đình im ấm, làm ăn phát đạt. Phát đạt có nghĩa là bữa đó mấy vị biết con ra đường sẽ bị người ta gạt mất 50.000 đô á, là mấy vị có cách cản trở. Còn bữa nào mà mấy vị biết là con sắp sửa ra đường
gặp một người quý nhân giúp đỡ để mà lên hương làm giàu. Thì ngày con có bận chuyện gì làm gì mấy gì cũng khiến cho con phải đi về cái hướng đó. Đó là thần tài thổ địa thì họ vậy đó, thần thánh mà. Họ có thể chuyển mình, là mình cũng giống y như là con cờ của các thần, các tiên, các thánh, các Bồ Tát, các Phật vậy thôi. Sư phụ, ví dụ ở nhà mình không có bàn thờ ông thần tài thổ địa thì trong lòng mình nghĩ tới ngài được không sư phụ? Không. Ngài có thờ, ngài phải có cái cốt, cốt là cái tượng kim thân. Thì khi mình phải có cái bàn thờ nhỏ nhỏ đó, rồi sư phụ có cách để mà thỉnh ngài về ngự ở đó. Với cái đồng tiền thu cho con á, để với đích, để cho ngài biết là cái này là có cái thánh chỉ của sư phụ gửi xuống cho ổng, ổng sẽ giúp con vậy đó. Nhưng mà phải có thờ nghe, chứ không có thì cũng như giờ con cũng cần có nhà con ngủ. Ngài cũng phải cần có chỗ, tuy là nó nhỏ nhưng mà trong cái vô vi á, ngài biến ra một cái dinh rất là lớn trong cái biến hóa mà. Nhưng mà cũng mình cũng phải có cái bàn thờ. Vậy thì có nghĩa ở nhà mình không có bàn thờ ngài á, thì mình là ngài cũng đâu có ngự đó phải sư phụ? Không. Ngài có thể là ngay cái mảnh đất đó có ông thổ địa, nhưng mà ổng ví dụ như một căn, hai căn, ba căn, bốn căn, thì căn thứ tư người ta có thờ thì cái ông đó cũng coi luôn vậy đó. Dạ. Còn nếu mình thờ riêng thì ổng thờ ở nhà mình vậy đó. À, cũng như giống như bữa sư phụ đi Tết xịt, cái miếng đất sư phụ mua là có ông thần đất ở đó. Nhưng mà khi sư phụ đi mua những cái nhà khác, sư phụ hỏi ông thổ địa ở đó, cái nhà này có linh không, có tốt cho tôi mua không, thì cái ông đó cũng là ông đó. Tại vì nhiều lúc ổng cai quản nguyên cái thành phố Houston luôn á. À, sư phụ con nhớ rồi, hôm bữa có một người hỏi á là sư phụ có thể tặng cái tượng của ông đó hả? Ờ, sư phụ mốt làm, sư phụ hứa là sẽ làm cho ổng. Tại vì hồi bữa mình đi nhận cục đất, tức là đi về dặm đất á, dặm chân á, thì sư phụ đâu có biết là đặt cái hướng nào, thì ngài mới kêu đặt về hướng đông bắc. Ngay chỗ cái nhà của ổng là ổng đang ở sống ở trong cái cây khổng lồ á, cái cây cổ thụ mà ngay bờ sông đó. Con thấy hình chị cô Mỹ Hạnh chụp á, con thấy trong hình luôn á. Đó là ổng ở đó. Nhưng mà mình biết ổng rồi thì mình làm cái nhà cho ổng. Ờ, thí dụ như giờ con có 3 nhà, 10 nhà thì ổng cũng có thể có 5 6 chỗ để ổng ngự vậy. Thì mình làm cái miếu cho ổng. Là sư phụ sẽ làm trong tương lai. Thì phải làm. Tất cả nơi nào cũng phải có, cũng giống như núi này thì sư phụ có ngài sơn thần, ổng rất là gần gũi sư phụ. Ai lên đây bữa nào có nhiều lúc cả đống người ở đây mấy trăm người chờ sư phụ không lên, làm sơn thần ổng biết có trong đó có những người xấu muốn hãm hại cái xác phàm của sư phụ, thì ổng kêu đừng lên, ổng đuổi con này xuống. Đại, tức là các vị nhìn bằng cái tâm mà. Còn bữa nào mà có những người đi vô cổng cũng được, rồi cái khắc ổng thì ổng nói, ổng nói là có người này rất là có nhiệt tình, có thiện tâm, thì ổng báo thì vô lên vậy đó. Nói gì nữa không con? Trên núi thì mình gọi là ông sơn thần phải không sư phụ, còn ở đó đất đồng bằng mình gọi ngài lấy gì vậy sư phụ? Thổ thần. Dạ, ông thổ thần. Con thấy mấy cây đỏ đỏ đó. Dạ. Trồng bữa giờ 5 năm rồi á, hồi đó trồng bằng ngón tay cái, bữa nay nó lên được có nhiêu đây à. Dạ, cây này lâu lên khủng khiếp luôn á, mà lên tới mùa này con quay nó đẹp dễ sợ không, màu đỏ 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 đỏ. Cái tường bi hồi đó sư phụ mua tới gần cả 500-700 cây, một cây 125 đô, trồng xuống đất rồi phải lo mấy con sóc nó đào nó ăn nó rễ, cực dữ lắm mới có được mớ cây ở đây chứ hồi xưa mua ở núi này nó trống trơn, lên kiếm bóng mát cũng không có.
Hôm nay cái núi được mớ cây rồi thêm mấy cây trúc nữa, đẹp. Cái tháng 3 đó sư phụ mấy cây đào nó nở hoa đẹp, quá trời đẹp luôn sư phụ. Hoa anh đào là hai cái vàng đó. À, đi cũng giống như ở Tokyo, Nhật Bản vậy đó. Dạ. Hai bên là đẹp, nó rất trắng xóa ở dưới đường, đẹp. Còn mùa này thì nó chưa có hoa anh đào, chưa có lên. Là sư phụ mua cùng cái màu, giống nhau hết. Là hoa anh đào hết, dãy tới ngoại. Còn này là mấy cây tường vi nè. Cây này là 17 tuổi rồi đó. Ui, 17 tuổi. 17 năm nó mới được bên lớn. Bây giờ con coi cây 17 năm. Con coi cái cây đó đó là 5 năm. Mà nó bằng ngón tay cái. Còn cái này 17 năm nó bên lớn là đúng rồi. Mấy cây này nó sẽ sống già hơn sư phụ gấp 4-5 lần á. Sư phụ mà chết á, nó cũng vẫn còn đây cả mấy trăm năm mà. Ừ, nó già hơn mình á. Đừng chơi nó. Không được chơi. Đẹp mà sư phụ cũng thích nó chơi. Còn đó là cây từa, cây long hoa. Cái bông của nó như bông sen trắng vậy đó. Dày mà đẹp lắm. Cái này sư phụ mua ở đâu? Magnolia thì mấy công ty ở đây nè. Cây đó là cũng 25 năm rồi đó. Bực bự lớn đó. Cây long hoa. Ở giữa sân đó mà mốt Phật Di Lặc sẽ ngồi đó rồi nói chuyện. Cả ngàn người ở ngồi ở dưới này nói chuyện, nghe. Thì đó là tiếng sấm nãy sư phụ giải thích đó. Trời ơi, đâu hồi hộp tu hành mà vui có gì đâu hồi hộp. Mà ai mà biết được mấy tin tức này á, phải là vui mới sướng mới đúng. Rồi khi người ta nghe được vậy, người ta bớt lăng tăng đi chỗ đông người để tránh Covid, để tránh chết vô duyên, dụng chữ là chết vô duyên lãng xẹt. Có nhiều người thời nay chết lãng xẹt à. Sư phụ nghe những câu chuyện thấy cũng buồn. Mà cũng ấy cũng như... có một cái gia đình kia, có một đứa nhỏ, nó đi bữa tiệc đó, nó mang bị Covid về, nó lây cả nhà, tự nhiên cái cả nhà cũng chết theo nó. Rất là câu chuyện mình gọi là chết lãng xẹt á. Thì hôm nay ai biết được mình sắp sửa vượt qua cái thời khó khăn thì mình nên sống lành mạnh, healthy, vui vẻ. Chứ còn mình cứ lăng xăng như thời xưa không có đúng. Sư phụ có một người hỏi là khi xây chùa, thấy Phật nói muốn tu cũng phải có sức khỏe, cũng phải đi đứng được. Giống như bác đó bây giờ lên đây cũng có tâm, nhưng muốn quỳ lại Phật cũng không quỳ được, cũng một phần thiếu sót. Cho nên khi mình có ngũ chi tay chân lành mạnh, lại Phật được, đọc kinh được, có hơi đọc kinh được thì gán làm, để lúc mà bị gì rồi á thì không có đủ điểm để mà đậu á, thiếu điểm. Sư phụ có người hỏi sư phụ là sao sư phụ không xây dựng chùa nguyên thủy kiểu Thái Lan tại Houston cho người Việt, tại vì chùa Bắc Tông đã xây nhiều rồi và chùa Bắc Tông thì giống Trung Quốc nhưng chùa nguyên thủy đậm nét Phật giáo. Nó là như vậy, chùa cũng không có, chùa chỉ là một trong cái 1.000 cái công trình ở trong cái ý tưởng của sư phụ. Mảnh đất đó không biết sau này sư phụ có thể phát triển ra mua rộng hơn nữa. Nó là một cái công viên thiên đạo. Thiên đạo là cái thân cây. Bắc Tông, Nam Tông là mỗi một cái nhánh cây. Công giáo, Hồi giáo là mỗi cái nhánh cây của cha thôi. Thì bất cứ nơi nào sư phụ làm đều là thiên đạo. Thì trong đó một trong những cái structure, những cái building, những cái nhà chùa
thề người nào năm tông thì cứ xây sư phụ cho một acre một mẫu đất xây năm tông, còn người nào bắt tông thì xây kế bên bắt tông, còn người nào công giáo thì cứ xây công giáo. Thì nó tự thành ra một cái gọi là một cái làng đạo gì đó ở trong một cái thân cây của thiên đạo là thiên tâm. Cả cái núi này cũng ta như vậy nè, đó là ý tưởng là như vậy. Chứ phụ đâu có phải là chuyên xây cho Bắc Tông hay chuyên xây cho Nam Tông đâu. Sư phụ chỉ xây tượng cha mẹ, rồi sau đó những cái giáo phái, những cái hội đoàn đó thì sư phụ cho đất họ xây. Không phải là cho đất kiếm mình ký lease 100 năm $1, rồi họ muốn phát triển họ làm gì đó thì cái đó là của chung, mà nó non profit, nó là bất vụ lợi. Và có tinh thần gọi là xây dựng cho tôn giáo và cho cái văn hóa của nước Việt, để cội nguồn cho mấy đứa trẻ em mình sau này nó có cái nơi nó quy tụ Tết nhất lễ lộc, để cho nó nhớ về nước Việt vậy thôi. Thì chỗ chung như vậy thì đó là thua làm vậy, chứ không có riêng Nam Tông hay Bắc Tông. Đó là điển chánh là cho rõ. Trong đó có thể có một cái Nam Tông, có thể có Bắc Tông, nhưng mà tự phải xây nghe. Sư phụ không phải là người xây, sư phụ chỉ để đất cho muốn làm kiểu gì làm và tự quản lý. Dạ, ai mà muốn thì cứ đăng ký với sư phụ. Đăng ký thôi, nó cũng giống như con đi mua một cái khu shopping mall khổng lồ. Dạ. Ở trong đó có 1,000 cái unit nhỏ nhỏ, một bên thì làm tóc, một bên thì làm nail, một bên thì bán mỹ phẩm, vậy đó, hay vậy đó, ai muốn làm thì làm, nhưng mà gồm chung lại nó phải là bất vụ lợi. Bất vụ lợi và phi chính trị, không có chính trị trong đó, không có dùng cái đó để mà làm chính trị. À, sư phụ nói rõ clip này nó còn ở trên, anh không muốn nói gì đó là chuyện của ổng nha, còn cái này là của sư phụ nói nha. Tại vì cái ý tưởng là không có chính trị và bất vụ lợi, và nó có tinh thần dân tộc, chứ không phải vô đó và làm chính trị chống này chống kia. Sư phụ không có chống ai hết trơn á. Sư phụ là cái mối hàng, sư phụ chỉ làm việc cho chư Phật. Thật coi mấy cái chính trị này giống như mấy con múa rối thôi, không có gì gọi là ấy hết. Nó là một cái thời đại tạm thời là như vậy, sau này không có ai chính trị chính em gì trong đó hết. Sư phụ nói rõ clip này á con. Nhưng mà sư phụ sẽ là người nhận biết được, đúng không sư phụ, khi mà sư phụ cho người nào đó vô đó? Không, khi cái hợp đồng mình ký ra cho người ta mướn 100 năm, trong đó sư phụ có nói rõ, nếu mà dùng cái này để mà làm chính trị chống đối mà để phá rối cộng đồng thì là cái ly nó bị broke, thì họ sẽ revoke lại, là không có chấp nhận nữa, thì họ tự động họ đi thôi. Cũng giống vậy, con cho mướn nhà, con nói ok nhà của tôi cho mướn để ở thôi, chứ không có cho mướn để làm cái ổ chứa bài hay là gì đó. Khi mà con thấy họ làm sai thì con có quyền đuổi họ. Thì cái đó là như vậy, có nghĩa là trong cái mảnh đất đó cái non profit của thiên tâm vẫn là cai quản, là chủ lớn. Ở dưới những cái tay em nhỏ nhỏ, những cái hội đoàn nhỏ nhỏ đó cũng phải follow cái rule, nhưng không có cái nội quy. Trong đó anh cũng được làm tới chuyện này, tới mức này thôi. Anh có thể dùng tên cá nhân của anh, là thí dụ nãy con nói là Nam Tông đi, hội Nam Tông xây cái chùa của Thái Lan cần cái quỹ là 5 triệu, thì anh chỉ là dùng, con chỉ có thể dùng là tôi là hội Nam Tông xin gây quỹ 5 triệu trong phạm vi của tôi, nằm trong mảnh đất Thiên Long Sơn Houston, chứ họ không có thể nói Thiên Long Sơn xin 5 triệu gây quỹ để mà xây cái Nam Tông này, cái đó là sai. Họ phải nói cho rõ. Và đồng thời thí dụ họ xin để mà họ xây thì bao nhiêu người, và cả sư phụ cũng phải coi, phải đúng số tiền nha. Xây có 500 ngàn mà xin 5 triệu là lạm dụng, là cũng là không có đúng trong cái luật lệ sư phụ đã nói. Tức nghĩa là không có dùng cái này, gọi là lúc đó nó sẽ pho qua cái phần gọi là bất vụ lợi rồi, đúng không? Là họ manipulate, mà họ dùng cái đó họ làm tiền trên mảnh đất của thiên. Mình dùng cái chữ Thiên Long Sơn là thiên đi, mảnh đất thiên, thì lại là không đúng, là cũng là break cái contract. Thì lúc đó họ cũng sẽ out of the game, hiểu không con? Nói không? Cái nghĩa là luật sư của sư phụ sẽ thảo ra một cái rất là hữu hiệu, là tất cả những người vô đó chỉ cái duy nhất đừng có tính toán. Sư phụ tính không bằng trời tính,
cái gì nó cũng phải là thật tâm và phải phục vụ cộng đồng thì là đúng. Còn mà vô đó mà mưu mô tính toán là họ chỉ có mất thì giờ thôi và mất của thôi. Tại vì đây nó có cái luật đó, phụ nói vậy chứ còn không phải như vô đó rồi cái ào rồi cái dùng cái đó làm chính trị Thiên Long Sơn chống cộng. Sư phụ không có chống cộng, sư phụ chỉ là người nói thật nói thiệt chứ phụ không có chống ai á. Sư phụ là mối hàng mà làm gì chống ai, còn ai chống thì ở ngoài nhà của họ họ chống cho đã đi. Nhưng mà sư phụ chê hết tất cả các YouTuber tả thổ như là tả thổ hữu gì đó phụ cũng che láng hết trơn á. Sư phụ đâu có chính trị chính em gì đâu mà ngại thằng nào. Sư phụ biết thằng đó cộng sản thứ thiệt sư phụ cũng chơi luôn á, tại mình chơi với nó, mình mới hiểu được, mình mới độ được họ, mới khai tâm họ. Nhiều lúc họ cũng là người có trí tuệ cũng là tốt, nhưng mà chẳng qua là người ta chưa có nhìn thấy cái tốt hơn, không phải chưa có nhìn thấy cái tốt hơn, họ cứ nghĩ cái đó là tốt nhất, nhưng mà thật sự nó có những cái tốt hơn nữa mà họ không có nhìn thấy, ý là vậy. Rồi, rồi thôi, cảm ơn nha, xin tạm biệt cái clip của con. Rồi chào. Nam mô A Di Đà Phật. Hello con. Trên lấy điện cho đi. Đến để cái máy này xuống. Đâu mà anh đâu? Em ở đâu vậy? Em ở CVC. Rồi đeo cái mặt thiên tâm đẹp quá trời. Em lấy xuống. Thấy con thấy không? Cái này còn gọn gì á mà hữu hiệu lắm á. Tâm bồ đề kiên cố, có cái hộp xoàn ngay giữa. Cái dây này là em thiết kế đầu tiên luôn. Ủa rồi đẹp quá ta. Hồi nãy làm sắc sảo nè, tiệm nào làm hay á. Ở Việt Nam á, ở Tây Ninh á. Wow, đẹp kinh hoàng. Hồi nãy em ra chợ, cái con nó cũng có một sợi. Đeo nhỏ nhỏ gì là đẹp rồi. Dạ, dạ. Đây nè, cho em chụp hình, con chưa đi đọc. Tại vì Phật mắt sáng lắm, tí xíu Phật cũng nhìn thấy. Cái con vi trùng trong nước Phật cũng nhìn thấy, không chi cái dấu thiên tâm bự gì mà không thấy. Dạ. Dấu thiên tâm nhỏ nhỏ gì là đẹp rồi nè. Sáng ra lại thì sao được. Chào anh Kiệt, anh Kiệt. Dạ, tại sư phụ đơn người truyền kinh mà chứ đâu phải là kêu thầy. Ủa, kêu mình thầy người ta, dạ, mình làm thầy nào cũng hay nha. Thì anh Kiệt. Anh em được rồi. Kiệt ơi, giúp giùm em đi. Kêu thầy nặng lắm. Anh Kiệt ơi, giúp giùm em. Giúp cái gì? Mỗi ngày á, bỏ điển vô mấy cái này á, tối thì phải về ngồi chặt pin rồi. Nó mệt chưa lắm. Thầy cho chị. Sáng giờ ăn có gói xôi vậy. Chị từ Việt Nam qua đó thầy. Ồ vậy hả? Dạ. Mùa cái này còn đẹp hơn nữa nè. Để. Cái này mới là thật là thích ý nè. Cái này là lá, ta làm lá bồ đề á. Wow, cái đó đẹp. Thấy mấy đứa con đụng mấy con đi thơ xa. Nè, lá bồ đề mới làm đẹp rồi, thấy không? Nè, làm này hay quá ta. Mấy con xin thấu hỏi. Ồ vậy hả? Nhiều quá, hồi nó lạc của ta tùm lum á. Con này không biết của ai á. Đây nè. Rồi bỏ điện vô, đã bỏ chú Lăng Nghiêm vô. Cái này của ai vậy?
lên cái có nhiều người comment nó ô anh chị có là làm thầy pháp rồi hả? Nó không phải, tại vì cái bản chất của Kiệt có 7 dòng hồ quang là nó có năng lượng mạnh lắm, thì mình cầm vô gì nó có điện thôi à, chứ mình đâu phải thảy gì đâu, tự nhiên thôi phải không? Nên là con không cả. Thì cái này chị được tà ma rồi. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dạ. Sư phụ lỡ này cái con kia nó bạc chưa đó. Con nào? Em không có gì. Trang á, sao bữa nay không thấy nó? Trang nào? Em ngứa. Trang ở dưới Santana ở dưới đó. Giờ cái nó ngứa nó chạy qua em làm sao? Kêu không đạt được. Ông cũng có thần thông dữ. Dạ, cho em hỏi nè. Hết bệnh là phải lên trên điện mẹ nó lấy chai nước của mẹ uống. Dạ, hết chứ đâu có làm hết. Em có câu hỏi, em ước mơ là tháng 3 này về Việt Nam để lên núi Cấm mà từ đây tới cuối năm nó sẽ có chuyện rất còn lớn xảy ra. Hồi nãy nói rồi đó, ở Mỹ mình nó phải bỏ cái wallet sẵn, khi mình nó blow up á mọi thứ nó ứ động hết, có tiền thì đổi thành vàng, tiền Bắc Hồ đổi thành tiền Bắc Washington rồi. Chứ sao xài bây giờ một giờ trong mấy tháng mà xe tải rồi nó không có chở hàng rồi tới quá là chết đói không. Nhà của ai? Của chị nào nè? Chị nào? Dạ. 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 Bất cứ lúc nào có thể xảy ra cái tình huống á. Ước mơ của em chưa được rồi. Cái tình huống nó sẽ xảy ra rất là bất ngờ mà mình không biết tháng nào ngày nào. Dạ. Sấm cơ mấy vị nói chỉ là mùa thôi. Dạ. Xuân di lạc. Dạ. Thì chờ ba cái xuân di lạc rồi, không lẽ cái xuân này hút nữa là thôi á. Mừng xuân di lạc nữa. Dạ, thưa bác. Này phải hỏi mấy vị hộ pháp thì mấy vị mới biết rõ. Thì nhìn chỉ biết sơ sơ là bác cũng còn lóng quẩn thôi, nhưng mà muốn biết chính xác là ở chỗ nào nó có chỗ trung chuyển đầu thai không đầu thai mà xuống địa ngục không xuống địa ngục. Đa số mình giờ về đó tập trung nó sẽ mất đi một cái thằng hồn người mình cứ là đà, nó cũng giống như đi gì nè đi nè mà tối thôi à không có thấy ai hết trơn á, mà cái dạng tỷ tỷ người trọng vậy đó. Đó là có phước. Còn những người không có phước như mấy đại gia thời nay á thì thôi vô cái thường giường sở thú ở trên nó làm sẵn rồi, vô đó rồi cắn nhau cho đã đi, chứ không có chuyện mà đi vô tù như kiểu bắt dân chơi vô tù. Giờ Mỹ á, cũng đâu có cho vô tù nữa, thả ra không á thì địa ngục như tù vậy đó. Thì xuống đó bị tra tấn cắt lưỡi, nhảy vô chảo dầu ôm cộng đồng cho đã, rồi cái lên cũng làm y chang vậy, xào tới xào lui mấy nghìn năm nay ở trên quải quá, đóng cửa tù luôn. Nếu như mà điện lực mà có thể phát hiện là do những người mà không có dắt chim bao á, trong mọi mỗi một đời người ví dụ không có dắt chim bao mà chịu cái cảnh địa ngục từ chừng 2-3 lần như vậy thì như vậy mới nhớ không, khi mình tỉnh dậy mình ra cái nó qua được cái kinh nghiệm đó thì mình mới sửa đổi cuộc đời. Anh thấy cái núi này á, xe ủi nó ủi còn sập cái là về núi đi qua đống đất bên kia, trong vòng 3 tháng là về núi. Cái bản chất con người á, mà anh nói mà nằm mơ á, mà thấy cảnh địa ngục mà sợ á, bằng em nói không, em từng xuống địa ngục em kể lại mà người ta còn không sợ. Kinh Địa Tạng kể rõ luôn, mà mỗi người đọc Kinh Địa Tạng á, là củ quyền bu đầy á, là họ với địa ngục họ được lên, họ nghe củ quyền đọc vậy mà còn không sợ, cần gì mà phải nằm mơ thực tế luôn.
anh thử anh cầm cúng kinh Địa Tạng để tất cả của quyền anh về ngồi gần anh đầy hết luôn á, tại họ được lĩnh. Ok, con mày bữa nay đọc kinh đó mày cho mày lên cũng giống như được thăm nuôi vậy đó. À, anh không tin vậy anh đọc đi. Trời, em là trong chùa em kinh Địa Tạng là khi một người thân trong nhà mình đọc củ quyền gom về, ông Diêm Vương không cho phép về. Rồi ngồi nghe đi, nghe xong rồi đi chở xuống tao nhốt mày tiếp. Trước cũng có một cái hộp, một cái bông của người thân chết rất nhiều ở chùa. À, nhưng bởi vì đọc kinh Địa Tạng người phải có tu hành gọi là thanh tịnh đó nha, chứ không phải ai muốn đọc rồi đọc đâu. Tôi qua đây ngồi cho mát. Giang Nam làm gì hả? Giang Nam làm thinh. Em hỏi nhiều câu vui với em gái. Đang làm sản phẩm cà phê á. À hả? Đi kiếm ông đại ca Vũ. Nguyên Vũ, đại ca Trung Nguyên. Ông ra đời sao vậy? Ông Nguyên Vũ là đệ tử của em hả? Ra đời sao chứ không phải đệ tử. Ủa ba em quê ở đâu mà làm cà phê? Ồ, Lâm Đồng 30 thuộc hả? Đây. Tại đây xa cái nói chuyện nó không có nghe. Em ngồi đây nè, em muốn chụp thì đứng ra lưng này chụp đi. Hôm nay qua ở đây luôn đi, bắt đừng có về bển. Ở bển á, người ta chuyển qua Mỹ mấy chục tỷ, người ta muốn bỏ thẻ đảng lấy thẻ xanh. Bác qua được rồi, bác về làm gì? Thẻ xanh quý hơn thẻ đảng nha. Trời, thẻ xanh quý, có ông tướng kia kìa, chức lớn lắm, ông có lên lại mẹ hoài ngày nào á, chú Kiệt khấn giùm cho tôi bỏ được thẻ đảng đi, tôi bỏ nó không có cho tôi bỏ, tôi muốn lấy thẻ xanh của Mỹ mà tôi phải bỏ thẻ đảng mới được thẻ xanh, mà ông cứ năn nỉ hoài, ông kêu mình khấn. Anh Kiệt ơi, trường cái nghe ở miền Nam Cali lại thăm anh nè. Miền Nam Cali. Dạ. Anh đó, nhìn cái thằng con trai em coi tới nó có bị gì không mà hồi nhỏ tới giờ á. Bác ơi đứng cái... xa mấy vị xung quanh con trong hộ con đông lắm. Dạ. Anh dập một cái em. Ở đây lại nhỏ, hồi nhỏ đó là nó muốn cho nó đó đi nó đi đi. Nó đi đi. Về đây chú. Nó bị cái nghiệp hồi tiền kiếp á, kho không có giải được. Chỉ kêu nó gán niệm Phật được rồi, xả một kiếp. Bị che nữa. Mở cái đó ra, mở ra cái bao, mở ra bao đó, mở ra đây đây đây, con ngồi xích lên ngồi gần con quá mấy vị quở mấy bác á. Rồi bác qua ngồi chơi đây quá. Nó qua đây đi, nó ngồi đi. Bác qua đây ngồi chơi đi bác.
Hello. Yeah, did you call me? I'm home. I'm in Milton. Okay, you want to you want me to come over to see you or? Sure. Yeah. Come over and we can talk. I wanted to show you something too. Okay. I'll be there 5 minutes. Okay. Okay, bye. Okay. Mấy bà con cứ ngồi đây nghe. Con đi chút xíu con quay lại con đi qua thăm cái thằng bên này một cái.